Em chào bác, em Lâm đây. Là tiếp tục qua bếp gà thì bác này, bếp gà thì đang ế quá, có bác nào giải cứu bếp gà hộ em với không? Tháng riêng 2 này, 4 năm ngày bán được cái bếp gà này, chết. Trong năm thì các bác hỏi bếp mặt kính không có mà bán. Bây giờ thì có toàn bếp đẹp thì lại ế, mà ế trong tình trạng bán bây giờ hầu như là em bán là không có lãi luôn. Thực ra chính là giờ cũng là thu vốn luôn. Thế thì các bác nào mà đang nghiên cứu về bếp gà thì gà thì đang đắt rồi. Không tội gì mua một bếp gà Nhật, vừa tiết kiệm gà, đấy vừa an toàn, vừa đẹp, vừa sang, vừa bền. Thì em xin dành một chút thời gian quay qua cửa hàng nhà em. Cửa hàng nhà em là cửa hàng Thanh Lâm Gia Ban Shop, địa chỉ tại cầu Giàm, Tây Lương, Ninh Gia, Hải Dương. Em dùng hai số điện thoại, số đầu tiên số 0377996066, số dưới là 0975360433. Đấy, số trên là số giao dịch cửa hàng nhà em, số dưới là số hỗ trợ kỹ thuật nhà em. Thì em sẽ để cái biển chung luôn. Đây, trước mắt bao đây là một con mặt kính, bên này là bên mặt kính. À, kính này là kính đá vân kim tuyến. Đây camera coi này. Kính đá vân kim tuyến này, họng ra đây. Tất cả những cái dòng bếp đời cao, dòng VIP của Vinai nó sẽ được mạ một lớp sơn tính điện. Cái lớp sơn này thì các bác yên tâm là dùng 7 đến 10 năm nữa thì cái lớp sơn này nó vẫn cứ đẹp này, không sợ là bị han gì mọt họng ga này. Đấy, cái bếp quan trọng nhất họng ga, bác nhìn này. Con này dùng cực ít luôn này. Em không có dùng giấy ráp hay là máy quạt đâu nhá. Đấy, bóng sáng nguyên đi nhá. Đấy, bóng sáng nguyên, con này dùng rất ít luôn. Bếp rất đẹp luôn. Chất bếp thì chấm hết luôn. Nói chung là chất bếp thì không phải bàn luôn, cực đẹp luôn. Mặt tiền đây, mặt tiền thì không xước sát gì. Đấy, không đính vào hạt sơn nào đâu nhá. Đấy, thành vách, camera quay qua thành vách. Bếp thì hầu như là không em nói là sắc nét nhưng mà tương đối là đẹp. Đấy, bọn em gọi con này nó có zinline mặt cong. Thì em quay qua má của nó luôn. Đây, má bếp đây. Má bếp của nó là GTSS66 0WVCTS này. Dòng này không phải chỉnh bếp nhá. Đấy, chứ cái dài nó không phải chỉnh bếp. Đây, trùng đầu trùng đít đây. Đấy, trùng đầu trùng đít đây. Đấy, thì bếp thì em bật luôn. Bếp là bếp một chạm chạm lên luôn. Chạm nó lên luôn. Đấy, chạm nó lên luôn, chạm nó lên luôn. Bếp thì đây, bên đây có khóa 3 dây không thu ga. Đun nước đây, sau đun nước đun nước các kiểu đây, tự động ngắt đây. Bên đây thì chỉnh nhiệt độ 160, 180, 200 này, dùng Bắc Linh Dương này. Đấy, chỉnh lên nhiệt độ cố định này, mình thích này. Còn bên đây là nấu cơm, nấu cháo này. Bên đây thì hẹn giờ này. Đấy, hai đầu ngồi hiển thị độc lập luôn. Đấy, con này lưỡng hai tầng lửa nhá. Đấy, con này lưỡng hai tầng lửa đây. Đây, camera quay vào ga đây. Quay luôn đầu lò lưỡng này. Cực đẹp luôn. Máy thì không vỡ dọc hết cả đâu quả. Đấy, cực đẹp luôn. Đấy, hẹn giờ lưỡng đây. Còn bên đây hẹn giờ thời gian độc lập luôn. À, bếp đây, lửa xanh miên man luôn. Lửa xanh miên man luôn. Đấy, chỉnh ga đây. Đấy, bếp thì full 2 ti cảm biến, chống chảo, chống ngắt, chống cháy đầy đủ hết. Bếp zin nguyên bản không động chạm gì. Đấy, con này tương đối là đẹp luôn. Đấy, trước này trong năm thì các bác mua giá khá là cao đấy. Còn bây giờ em bán thì chỉ là giá thu tiền thôi. Đấy, giá trước này em bán bác là giá là 4 triệu. Là đã bao gồm bảo hành 2 năm. Hết 2 năm em Lâm vẫn hỗ trợ sửa miễn phí trọn đời. Đấy, và tặng pin tặng lưới trong chuột, giá chỉ có 4 triệu luôn. Đấy, chưa bao gồm phí ship. Đấy, giá vẫn có thương lượng một chút cho bác là máu mua. Đấy, cứ alo là sẽ mua được, nhưng đừng bớt quá của em là được. Chấp nhận bán hỏa vốn hoặc lỗ một chút, chứ còn lỗ nhiều là em sẽ không bán, bởi vì lại đóng gói và cất đi để cho dịp cuối năm luôn. Đấy, những chiếc bếp ế này. Đấy, bầu thắng luôn, quay video nên không bán thì ế sẽ gọn hoặc cất những giá luôn. Đấy, để cuối năm bán. Đấy, bởi vì em muốn quay cho nó gọn vào để chuẩn bị còn ra điều hòa. Bởi vì mùa hè thì chủ yếu em bán điều hòa là chính thôi, bên này bán quạt thôi, cho nên là muốn quay do gọn nhẹ để xếp gọn nó vào. Đấy, bác nào lấy ưng kết trước này thì alo em, giá chỉ có 4 triệu thôi, bảo hành 2 năm, tặng pin tặng lưới trong chuột. Giá này vẫn có giá thương lượng một chút đỉnh, làm sao bác cứ alo là mua được và mua mai bán đắt. Đấy, con này là mặt kính vân đá ánh kim tuyến, cực đẹp luôn, màu xanh thiên thanh. Con này là màu xanh tím than, xanh gọi là xanh thiên thanh ấy, rất đẹp luôn. Đấy, trên này không bị xước sát, không tỉa sơn nhá, zin đẹp luôn. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em chào các bác nhá.